ai là vị vua đầu tiên của Việt Nam? Như truyền thuyết thì sẽ là vua Hùng Vương, nhưng thực chất vị vua đầu tiên mà có bộ máy chính quyền và khẳng định chủ quyền độc lập rõ ràng cho nước ta là Hoàng đế Lý Nam Đế. Ai là vị vua cuối cùng của Việt Nam? Vua Bảo Đại thoái vị năm 1945. Việt Nam dưới thời vua nào có diện tích rộng nhất? Việt Nam dưới thời vua Minh Mạng rộng 570.000 km², rộng hơn so với Thái Lan bây giờ. Triều đại nào tồn tại lâu nhất trong lịch sử Việt Nam? Nhà Hậu Lê tồn tại 356 năm, từ năm 1428 tới 1527 và 1533 đến 1788. Triều đại nào tồn tại ngắn nhất trong lịch sử Việt Nam? Triều đại nhà Hồ lấy tên nước là Đại Ngu tồn tại trong 7 năm. Thủ đô của nước Đại Ngu nằm ở đâu? Nằm ở Thanh Hóa.